tôi đã sống ở Việt Nam được uh, 17 bảy năm rồi thành phố Đà Lạt thì uh, hơi giống như quê hương của tôi ngay khi uh, lên uh, đèo Pren, tôi đã cảm thấy là thành phố Đà Lạt rất là đặc biệt so với uh, các uh, thành phố ở Việt Nam và cũng giống uh, các thành phố ở bên Pháp đặc biệt là trong uh, giống như thành phố uh, trên vùng núi ở bên Pháp ngay lúc khi tôi đã đến Đà Lạt thì tôi đã cảm thấy là đây là một thành phố mà tôi sẽ muốn sống ở đó. À, vì thứ nhất có thể là về môi, môi trường, về giường, về uh, núi, à, nhưng mà cũng về uh, kiến trúc, tại vì kiến trúc của Đà Lạt rất là đặc biệt. À, ví dụ về uh, nhà ga Đà Lạt đây là một trong những nhà ga đẹp nhất của Đông Nam Á. Kiến trúc đó, đó đến từ uh, miền uh, Đông Bắc của Pháp, uh, vùng Normandy. Nhưng mà có một số uh, kiến trúc là rất là đẹp và phải quan tâm, ví dụ cao uh, đoàn sư phạm, địa lý xe gia sang cổ cũ, hoặc là uh, bảo tàng y học, sinh học, uh, hoặc là uh, cũng là nhà thờ Đà Lạt, nhà thờ lớn Đà Lạt, Uh, và cách riêng, riêng một riêng 2, riêng ba Có người nói là thành phố Đà Lạt như một uh, bảo tàng kiến trúc châu uh, Âu lớn. Từ, uh, 6 và tám năm. Tôi đã cảm thấy là thành phố đã thay đổi nhiều tại vì... Uh, áp lực của du lịch. Tại vì uh, thành phố Đà Lạt về mặt kinh tế thì uh, dựa trên nông uh, nghiệp và du lịch. Và càng ngày thì càng có nhiều người du lịch đến ở Đà Lạt. Vì vậy thì phải uh, xây dựng nhiều nơi để cho du khách ở. Và vấn đề là càng ngày càng có nhiều khách sạn lớn ở Đà Lạt. Thì uh, vì lý do đó thì uh, Đà Lạt đã thay đổi cái, cái của đại thành phố và dĩ nhiên trong thời thời covid thì đã có ít uh, du khách hơn nhưng mà sau sau đó thì uh, du lịch đã phát triển lại về nông nghiệp thì uh, đài Lạt thì lấy nhiều tiền từ um, trồng cây trồng hoa đặc biệt là hoa nhưng mà để trồng hoa thì phải có nhà kính và vấn đề của nhà kính là mua thì không thể vào đất và nước chảy trên trên đường và xuống xung quanh các đồi ở Đà Lạt và cuối cùng ở gần uh, các dòng suối hoặc là hồ và xung quanh chỗ uh, đó thì uh, một số uh, chỗ đã bị uh, lũ lụt mà ngày xưa chỉ chắc chắc là đã không bị như vậy. Đã có một số sự uh, kiện uh, xảy ra càng nam càng nhiều uh, là vì uh, khi mua mùa nhiều thì đất hay bị um, sạt lở vì vì nước à, và vấn đề này khi gây nhiều um, tai nạn lớn. Dự án này đã được phê duyệt bởi tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt cách đây uh, 10 năm rồi và Trong đó được khuyên uh, bỏ các nhà kính ở trong trung tâm thành phố để tránh vấn đề về mưa lớn. Và chú ý về uh, mặt uh, kiến trúc của thành phố. Tại vì có di sản kiến trúc uh, có giá trị lớn. Nếu uh, xây dựng uh, công trình mà không phù hợp với hình dạng của Đà Lạt thì sẽ phá hủy hình của Đà Lạt. Thì đây là... Một điều mà tôi rất tiếc à, và rất, rất sợ. À, ví dụ à, có kế hoạch à, thay đổi cái trung tâm thành phố. Ví dụ như à, khu hòa bình. Nhưng mà nếu... À, tại vì có nhiều người đà Lạt, nhưng mà người yêu đà Lạt thì biết là khu hòa bình ở đâu và có chỗ nào. Ví dụ cà phê Tùng hoặc là, hoặc là dạp chiều phim cổ. Của... Nếu phá hủy tất cả thì uh, nhiều người sẽ rất là tiếc, không thích. Uh, và th tôi nghĩ là chắc là phải uh, dính giữ dính giữ, giữ bảo vệ uh, hình dạng chung của thành phố Đà Lạt và nên chú ý về sự kiến trúc là khi uh, xây một nhà hoặc là một công trình ở Đà Lạt thì phải uh, thắt hớp và hình dạng phải giống như các kiến trúc ở Đà Lạt để có một có một hình dạng uh, uh, bằng tiếng Anh là consistent cách đây um, vài năm thì tôi đã gặp một uh, kiến trúc sư Pháp đã đến Đà Lạt để uh, tham gia một hội thảo về thành phố Đà Lạt và ông ấy đã nói là thành phố Đà Lạt ở rất là đặc biệt Tại vì người Pháp khi xây dựng thành phố Đà Lạt đã nghĩ là phải xây dựng một cách rất là tự nhiên. Nghĩa là không nên uh, là một đất phản và xây uh, đường rất là thẳng. Dành cho thành phố Đà Lạt thì mục đích là làm một uh, thành phố mà giống như một thành phố đã phát triển từ lâu rồi và phát triển dần dần thì để làm việc đó thì phải tạo một trung tâm thành phố và xây dựng xung quanh đồi. Ok, không không nên cắt đồi để làm phản nhưng mà phải xây dựng xung quanh xung quanh. Quan điểm riêng uh, cá nhân của tôi là kiến trúc mà đã được sử dụng ở Đà Lạt thì rất là đẹp. Ở các máy nhà hoặc là các xây hình uh, của ngôi nhà thì rất là đẹp. Các villa ở Đà Lạt rất là đẹp và rất là Đa dạng Nói chung thì tất cả là một uh, thành phố uh, hòa hợp ví dụ có một số uh, người xây dựng uh, ngôi nhà giống như ở, ở Mỹ uh, miền Tây của Mỹ nhưng mà và một cách kỳ hiện đại mà kiến trúc đó thì không phù hợp với Đà Lạt không, chung, không phù hợp với mùa mưa, thì uh, lý do là globalization, là toàn cầu hóa. Có một số uh, thành phố mà ít quan tâm về uh, kiến trúc, về uh, uh, identity. Đây là lý do mà thỉnh thoảng khi đi uh, ví dụ ở Singapore hoặc là ở Thượng Hải hoặc là một số thành phố lớn, uh, thì không thể biết là mình ở nước nào. Tại vì đây là một số kiến trúc mà sẽ được tìm ở một số thành phố khác nhau ở trong toàn thế giới thì như vậy thì không hay ví dụ khi tôi đến Hà Nội thì tôi thích là biết là đây là thành phố Hà Nội không phải là thành phố Hồ Chí Minh và không phải là Đà Nẵng hoặc là Hội An các thành phố có một đặc trưng có một nét đặc biệt phải gi giữ hoặc là phải bảo vệ và Đà Lạt cũng là như vậy. Tôi nghĩ rằng để cho tương lai đẹp của thành phố Đà Lạt thì môi trường rất là quan trọng, phải bảo vệ rừng, phải bảo vệ nước. Thì nếu bảo vệ rừng và nước thì chắc là nên uh, xây dựng thành phố Đà Lạt hoặc là các quy uh, hoại đô thị sẽ bền vững hơn và làm thành phố đẹp hơn nếu quan tâm về thiên nhiên ở Đà Lạt. Và mục đích là cũng làm người Đà Lạt sống ở Đà lâu dài thì phải thích phải có đầy đủ uh, dịch vụ và càng ngày càng có chất lượng nữa. Tôi đã sống ở Việt Nam được uh, 17 năm rồi. Trước đây thì tôi đã sống ở Paris để học và làm việc. À, lúc đó thì tôi đã gặp uh, vợ tôi là người Hà Nội, chúng tôi đã quyết định uh, đến sống Đà Lạt làm về uh, giáo dục, ý, ý định là ở lại ở Đà Lạt uh, thay vì uh, chúng tôi thì rất thích ở Đà Lạt, thích uh, đi uh, dạo trên trong giường gọi là uh, đi uh, leo núi, uh, chúng tôi thích uh, ăn uh, khoai quả và rau củ sạc không có ý định đi uh, sang một thành phố khác